Lời nguyền khủng khiếp con số 27 ám ảnh các sao Việt. Những cái chết bất thình lình của các nghệ sĩ tài năng khi tuổi đời còn trẻ khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Stylist Mì Gói. Mì Gói là cái tên khá lạ tai với nhiều người, nhưng nói với những tin đồn mộ điệu thời trang sành sỏi, anh chàng này không phải là gương mặt quá xa lạ. Mì Gói hay Trần Tiến Đạt sinh năm 1991, từng có một khoảng thời gian dài cộng tác cùng tạp chí thời trang. Anh cũng là người cố vấn và tạo dựng thành công hình ảnh cho các nghệ sĩ lớn như Trương Ngọc Ánh, Mỹ Linh, Lý Nhã Kỳ, Hanny A, Đông Nhi và Tóc Tiên. Vào trưa ngày 18 tháng 5, Mì Gói đột ngột qua đời vì căn bệnh viêm phổi. Khi vừa biết tin này, hàng loạt các sao Việt bàng hoàng, thậm chí có người không dám tin và bị sốc vì chỉ vừa gặp anh vào vài ngày trước. Hiện tại thi thể của anh đã được gia đình đưa về Tiền Giang. Quân Bi Tuấn Anh, sự ra đi của Quân Bi Tuấn Anh chỉ khi ở độ tuổi 27 là thông tin chấn động showbiz Việt. Bởi anh được biết đến là nam ca sĩ trẻ tài năng, ngoan hiền và được lòng tất cả mọi người. Nam ca sĩ trẻ tuổi rút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào ngày 21 tháng 7, 2013, sau 4 năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo cùng nhiều ca phẫu thuật ở Việt Nam và Singapore. Anh bị chẩn đoán là có khối u ở tuyến yên vào giữa năm 2009. Mắc cơn bạo bệnh từ năm 2010, nhưng đến tháng 10-2012, Quang Bi mới chịu chia sẻ về căn bệnh của mình với công chúng. Trong khoảng thời gian dài trước đó, Quang Bi vẫn cố gắng cho ra đời những sản phẩm âm nhạc để gửi tới khán giả. 5 năm qua đi, Quang Bi Tuấn Anh và những bài hát Đôi Mắt Cảm Ơn vẫn luôn động lại trong ký ức người hâm mộ những cảm xúc không quên về anh. Toàn Shinoda, sự ra đi đột ngột của vlogger nổi tiếng Hà Thành, Toàn Shinoda, khi anh mới bước sang tuổi 27, cũng là thông tin gây chấn động làng giải trí. Anh đột ngột qua đời vào ngày 24 tháng 7, 2014, khiến cả cộng đồng mạng và nghệ sĩ Việt ngỡ ngàng. Có rất nhiều thông tin xung quanh nguyên nhân Toàn Shinoda qua đời. Ban đầu, nguyên nhân cái chết được cho là tự tử. Tuy nhiên, theo thông tin của những người hàng xóm xung quanh, Toàn Shinoda qua đời do bị cảm khi tắm. Theo lời từ ba người bạn của anh trai, thì Toàn được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì suy hô hấp, một căn bệnh mãn tính của Toàn. MC Quang Minh vốn là MC trẻ có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cũng ở tuổi 27, Quang Minh đã qua đời vì căn bệnh suy gan dẫn đến suy thận. Theo đó, ngày 18 tháng 7, 2015, MC Quang Minh nhập viện và được đưa vào khoa cấp cứu hồi sức tích cực, chống độc người lớn, Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau 10 ngày điều trị, anh đã không thể chống chọi với bệnh tật và ra đi lúc 13 giờ 15, trưa ngày 28 tháng 7, 2015. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận tin xấu, nhưng khi hay tin Quang Minh qua đời, nhiều đồng nghiệp không khỏi xót xa. Minh Luân bất ngờ ám chỉ việc chia tay Ninh Dương Lan Ngọc là vì chi dân. Nam diễn viên cho biết vì quá bức xúc, anh mới viết dòng trạng thái tức giận trên trang cá nhân. Tuy nhiên, vì không muốn bạn gái cũ khó xử, anh quyết định xóa đi. Mới đây trên trang cá nhân, Minh Luân dựng lên một bài đưa tin Lan Ngọc và Chi Dân nắm tay đi xem phim đến gần sáng cùng nhau. Anh viết: "Tưởng giếng nước sâu, tôi nói sợi dây dài, ai ngờ giếng nước cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Thầm cảm ơn bài báo mà tôi biết được tại sao đúng ngày hôm đó, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời và 3 giờ sáng gọi lại gây lộn và đòi chia tay." Tuy nhiên, dòng trạng thái này đã được Minh Luân nhanh chóng xóa đi. Trao đổi với nam diễn viên, anh cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin bạn gái cũ đi chơi với người khác lúc nửa đêm. "Tất cả những gì muốn nói tôi đã nói trên trang cá nhân, sự việc xảy ra vào cuối tháng 4. Lúc đó tôi gọi điện và nhắn tin cho Lan Ngọc không được, không ngờ cô ấy đi với Chi Dân. Đáng lẽ có gì cô ấy nên nói thẳng với tôi một tiếng, cô ấy không nói lời nào và hành động như thế", Minh Luân nói. Trước thắc mắc về lời khẳng định đã chia tay Lan Ngọc trước đây, khi thông tin Lan Ngọc và ST hẹn hò, Minh Luân cho biết thêm: "Thời gian đó thực sự giữa chúng tôi cứ chia tay rồi tái hợp, nói chung cả hai chưa khẳng định đã chia tay." Nam diễn viên khẳng định sau những chuyện vừa qua, anh và Lan Ngọc chắc chắn sẽ không còn cơ hội để quay lại. Anh cũng từ chối trả lời thêm về chuyện của mình và Lan Ngọc, vì sợ rằng nói cụ thể và nhiều quá thì xấu chàng hổ ai. Anh tự nhận sau ghi những dòng bức xúc trên trang cá nhân, anh cũng cảm thấy hối hận vì điều này sẽ ảnh hưởng đến người yêu cũ. Minh Luân cũng cho biết anh chúc Lan Ngọc thành công hơn trong sự nghiệp và hạnh phúc với lựa chọn của mình. Báo đã liên lạc với Lan Ngọc nhưng nữ diễn viên không nghe máy, còn phía Chi Dân từ chối bình luận về vụ việc. Minh Luân và Lan Ngọc đã hẹn hò 3 năm trước khi chia tay vào tháng 3, 2017. Sau đó cặp đôi nhiều lần tái hợp và chia tay.
Đến tháng 12/2017, Minh Luân xác nhận là cả hai đã nói lại tình xưa. Trong hậu trường còn có tin hai diễn viên chuẩn bị làm đám hỏi. Minh Luân và Lan Ngọc gặp nhau lần đầu trong buổi tiệc của gia đình nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Họ nhanh chóng phát sinh tình cảm và gắn bó bên nhau 3 năm. Trong khi Minh Luân khá thoải mái khi chia sẻ về tình yêu, thì nữ diễn viên cánh đồng bất tận, tiết kiệm lời về chuyện riêng tư. Một lần trả lời phỏng vấn, Lan Ngọc cho hay, cả hai đang tìm hiểu nhân, đi xa hay không thì chưa nói trước được. Minh Luân là một trong những nam diễn viên được khán giả truyền hình yêu thích. Gia tài phim của anh tới nay đã có tới gần 40 tác phẩm. Trong đó có các phim nổi bật như Ở Rễ, Đối Mặt, Thề Không Gục Ngã, Mật Mã Chuông Gió. Trong khi đó, Lan Ngọc là thành công ở mảng phim điện ảnh. Ngay vai diễn đầu tiên trong Cánh Đồng Bất Tận, cô đã một bước trở thành sao. Tiếp đó, Lan Ngọc xuất hiện trong nhiều dự án đình đám như Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, Cuba Sài Gòn và Trúng Số. Được hỏi có yêu đồng giới hay không, Dương Triệu Vũ phản ứng sốc như thế này. Dương Triệu Vũ tuyên bố chỉ yêu và không bao giờ tổ chức đám cưới vì nó không cần thiết trong cuộc đời của mình. Mới đây trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ phát ngôn gây sốc khi được hỏi có yêu đồng giới hay không. Muốn biết tôi có đồng tính hay không thì phải lên giường mới biết được. Làm trong showbiz tôi đã quá quen với những câu hỏi về giới tính, đồn đại nhiều lắm. Nhưng muốn biết giới tính tôi thế nào thì phải lên giường mới biết được. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đến giờ vẫn độc thân và không công bố hẹn hò ai. Bên cạnh đó lại còn có mối quan hệ thân thiết với anh Đàm Vĩnh Hưng, thì chuyện bị đặt câu hỏi về giới tính là bình thường. Nhưng tôi sẽ không trả lời, đó là quyền riêng tư của tôi, nếu nói ra thì có ai tin không, hay đơn giản hơn, nói hết tất cả thì còn gì thú vị, mọi người cũng đâu có ngủ với tôi để mà biết tôi thích giới tính nào. Dương Triệu Vũ, muốn biết tôi có đồng tính hay không thì phải lên giường mới biết được. Mối quan hệ trên mức bạn bè của Dương Triệu Vũ Đàm Vĩnh Hưng luôn là đề tài bàn tán sôi nổi của những người quan tâm đến showbiz Việt. Từng gây xôn xao bởi bữa tiệc kỷ niệm 14 năm 9 tháng hệt như đám cưới, lại nhiều lần hôn nhau trong các sự kiện có giới truyền thông cùng tham gia, Đàm Vĩnh Hưng Dương Triệu Vũ liên tục vướng phải tin đồn yêu nhau. Dương Triệu Vũ Đàm Vĩnh Hưng rất thân thiết, họ không ngần ngại hôn má khi ở trên sân khấu cũng như đời thường. Bởi vậy, Dương Triệu Vũ và đàn anh vướng tin đồn yêu đồng giới. Được biết mới đây, Dương Triệu Vũ còn là khách mời trong một talk show giao lưu cùng người hâm mộ. Trong chương trình, nam ca sĩ chia sẻ nhiều về sự nghiệp, cuộc sống riêng tư và cả mối quan hệ thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng. Khi nhắc đến chuyện sẽ lập gia đình, khi sự nghiệp ổn định, có chỗ đứng vững chắc trong showbiz, Dương Triệu Vũ chia sẻ, tôi từng thông báo sẽ không bao giờ làm đám cưới tại vì nó không thực sự cần thiết trong cuộc sống của tôi. Tôi ích kỷ lắm, tôi muốn được thoải mái. Muốn thích là đi đâu mà không bị lệ thuộc, không bị trói chân. Tôi nghĩ nếu như đám cưới sẽ không có sự bền bỉ giống như bố mẹ mình đâu. Bố mẹ mình có thể cưới nhau 50-60 năm. Mình chắc chắn không, tôi mau chán lắm. Về việc không có ý định muốn đám cưới, anh phải chia sẻ trước khi yêu, ngay cả với người yêu hiện tại rằng mình yêu đến bao lâu thì bấy nhiêu, nếu em chấp nhận yêu cứ đơn giản là yêu thì tiếp tục, còn nếu không, em cứ tìm người khác cho những gì mà em muốn. Dương Triệu Vũ tuyên bố sẽ không bao giờ tổ chức đám cưới. Nam ca sĩ cho rằng ở độ tuổi hơn 30 lại có quan hệ đặc biệt với Đàm Vĩnh Hưng nên bị nghi ngờ về giới tính là điều bình thường. Thấy Mr. Đàm vào biểu diễn ở trại giam, phạm nhân kéo đến ôm hôn. Lúc Trường Giang xuất hiện nhìn cảnh tượng mới choáng. Là một nghệ sĩ tiếng tăm, Mr. Đàm luôn nhận được sự hưởng ứng lớn khi dành thời gian đến hát tặng và động viên các phạm nhân. Dù luôn bận rộn với các lịch trình, nhưng hàng năm Đàm Vĩnh Hưng đều dành thời gian đến biểu diễn phục vụ trại viên tại các trại giam. Nam ca sĩ muốn tham gia các buổi văn nghệ hát tặng phạm nhân để mang niềm vui đến cho những người lâm vào con đường tù tội và tiếp thêm động lực để họ cố gắng cải tạo tốt, sớm quay về với gia đình. Trong một lần đến thăm trại giam trước Tết Nguyên Đán, Đàm Vĩnh Hưng đã gây xúc động cho hàng trăm phạm nhân khi thể hiện ca khúc Mẹ Việt Nam. Tôi mong trong nhiều năm tới sẽ đi hết được các nhà tù trên khắp các nước để hát và nghe những tiếng hò reo, lời tâm sự ấm lòng của những phạm nhân, Mr. Đàm cho biết. Những hình ảnh, clip ghi lại buổi biểu diễn của giọng ca sinh năm 1971 tại các trại giam còn được anh xin phép ban quản lý để đưa vào MV Mẹ Việt Nam. Chọn trại giam là sân khấu, nhưng nam ca sĩ vẫn chú trọng đầu tư cho tiết mục của mình như việc mang theo cả vũ đoàn để khuấy động không khí. Vì thế, Đàm Vĩnh Hưng luôn là một nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm của các trại viên.
Nhiều người không ngại bày tỏ tình cảm nồng nhiệt với Mr. Đàm bằng những cái ôm hôn nồng nhiệt. Ông Hoàng Nhạc Việt vô tư chụp ảnh bên cạnh các phạm nhân. Nhận thức được việc chăm sóc đời sống tinh thần cho các phạm nhân là cách để họ nhận ra lỗi lầm, để cố gắng cải tạo sống có ích, sớm tái hòa nhập cùng cộng đồng. Trường Giang cũng từng nhận lời biểu diễn tại một số trại giam. Gần Tết âm lịch, các nghệ sĩ thường nhận show diễn, ít ai chịu đến trại giam để biểu diễn miễn phí cho phạm nhân xem, nhưng danh hài xứ Quảng vẫn chuẩn bị cho tiết mục của mình rất chu đáo. Thường xuyên xuất hiện giản dị với hình ảnh mười khó quen thuộc, vẫn là phong cách kéo quần lên đến trốn, đi đôi dép tổ ong cũ kỹ, nam nghệ sĩ đã chiếm trọn cảm tình của người xem. Lý Hải cũng từng đến biểu diễn trong trại giam với màn phụ họa của một phạm nhân. Ca sĩ Phượng Vũ ăn vận giản dị đem tiếng hát dành cho các trại viên, giọng ca của người đẹp được các phạm nhân hưởng ứng nhiệt liệt. Viu Anh chọn bộ cánh khá gợi cảm khi xuất hiện trong một buổi biểu diễn văn nghệ ở trại giam. Nữ ca sĩ khá bối rối khi được các trại viên thi nhau lên tặng hoa.